chào mừng các bạn đến với du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình du lịch và Jenny. Hôm nay thì cả nhà mình sẽ đi đến thành phố Dayton. Thì hôm nay ở thành phố này sẽ có một cái chương trình lễ hội về máy bay, và chúng ta sẽ xem được những chiếc máy bay nhào lượn trên không trung rất là đẹp mắt. Thì trở lại với Dayton Air Show lần này thì đây là lần thứ hai cả nhà mình có cơ hội tham dự một cái chương trình lễ hội máy bay mà lớn nhất và có tầm quy mô lớn của Dayton được tổ chức hàng năm. Thì mỗi hàng năm vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì Dayton sẽ có một cái buổi lễ gọi là Dayton Air Show được tổ chức rất là hoành tráng, và những đơn vị mà thực hiện cho cái cuộc lễ hội lần này đó là những chiến sĩ phi công ở trong quân đội lớn của nước Mỹ. Thì những đầu tiên mình sẽ đi vào cái khu vực bên trong thì mình sẽ thấy được tất cả những chiếc máy bay được trưng bày ở vòng quanh khu vực này để cho khách tham quan có thể đi vòng quanh để mà chiêm ngưỡng cái mẫu mã thiết kế cũng như là cái sự lớn mạnh của cái chiếc máy bay trong quân đội như thế nào. Và nó có rất là nhiều những cái mẫu mã khác nhau, và những chiếc máy bay này vẫn đang trong thời gian sử dụng, và mình có thể thấy được cái quân đội của Mỹ nó lớn mạnh và cái rất là nhiều những cái mẫu mã rất là đa dạng và phong phú để phục vụ trong cái quân đội của nước Mỹ. Trong khu vực này được gọi là cái Center Point de Energy Dayton. Thì khu vực này được thành lập vào năm 1975. Thì cái khu triển lãm hàng không Singapore de Energy Dayton này được sự tài trợ của nhãn hàng Google hay là cái hãng động cơ máy bay Aerospace của GE. Thì đó là những cái nhà tài trợ lớn cho cái buổi Dayton Air Show hôm nay, và rất rất nhiều những cái nhà tài trợ khác nữa. Thì đây là một trong những chương trình hàng không hàng đầu của Bắc Mỹ. Nó là có các nhà vô địch đẳng cấp thế giới và các cuộc giải trí máy bay về quân sự cho cả gia đình tham gia, về một kỷ niệm về di sản hàng không phong phú của Dayton, đó là gia đình của anh em nhà Ray. Thì được sự hỗ trợ của cái quân đội của Hoa Kỳ, thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là biểu diễn về hàng không máy bay rất là chuyên nghiệp và đẳng cấp. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ một vài phút nữa thôi để chương trình về Dayton Air Show sẽ được chính thức bắt đầu. Thì xung quanh đây các bạn sẽ thấy có trưng bày những chiếc máy bay. Thì những chiếc máy bay này lát nữa đây sẽ là biểu diễn cho chúng ta xem. Thì một những cái người mà có đam mê về hàng không vũ trụ hay là về ngành quân đội máy bay thì sẽ hiểu được sức mạnh cũng như là cái công dụng của những chiếc máy bay này, nó quan trọng đối với ngành quân đội của máy bay như thế nào. Thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi cái buổi biểu diễn về hàng không hôm nay cùng với gia đình mình nhé. Thank you.
Thank you.
màn biểu diễn máy bay thật là đặc sắc phải không các bạn? Và bây giờ mình sẽ kết thúc video của mình hôm nay ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ở phần tiếp theo sẽ có những cái màn biểu diễn vô cùng đặc sắc và rất là hay và để dành cho những tiết mục sau cùng. Thì các bạn nhớ theo dõi nhé và đừng bỏ lỡ cái phần video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video và đồng hành cùng du lịch và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.